Bà xù nhà mình nè nghe mọi người, bà bự dữ lắm rồi, ổng với mấy bà nè nè, chui vô cái kẻ này nằm nè, nằm không vừa ra coi mi mày nữa. Đó. Đó. Nó thích nằm cái kẻ này nó nằm, nằm gác đầu nằm gì đó. Cái gì vậy mi, mày làm gì mi hả? Gì vậy? Lại lọc gì vậy? Kiểu gì? Trời, phát biểu cảm nghĩ hay sao? Phát biểu cảm nghĩ hay sao? Kìa cho nằm dựa lên kìa. Ghê, ghê chưa, ghê chưa? Nằm dựa lên đó ghê chưa? Kìa. Lắm trò. Ngủ đó mọi người. Nó buồn ngủ đó mọi người. Đi nằm xuống. Thích nằm gì nè? Chui vô kẹt nằm. Thân thì như là con heo vậy, con heo con nằm vậy đó mà ngủ được, nằm vậy đó mà ngủ được. Con sầu của mi này nằm ghét rồi. Cành anh nè, cành anh cành éo nè, đi ra đi ra mi, đi ra. Ôi trời, khều khều cái gì mà khều. Cành anh cành éo nên cà néo à. Xốp. Mình về nhà nửa tháng trời lên, nhìn con sù không ra luôn. Ảnh mặt thù lù vậy đó, ảnh bự lên. Ảnh lùng gõ luôn á. Ra hết nổi, ra được. Chui vô kẹt nằm. Gì mi? Làm gì mi? Làm gì không yên vậy? Nó đang ở đằng trước. Con này nè, con này nè, nó mà đang ở đằng trước kêu con sù một cái là nó chạy vô nằm ngửa ra. Cành anh lắm. Sù nó ngủ rồi, ai nói gì nói chứ nó ngủ rồi. Ngủ, đêm diêm, đêm diêm. Ngủ rồi. Nó ngủ rồi. Tự nhiên hồi nhỏ sù biết bao nhiêu luôn, lớn lên hết sù. Đây, ngủ rồi. Ê da mi. Ui trời, con mi này không yên với nó. Không yên với mày, tao đánh mày chết. Cảnh anh á. Ngủ sao? Sù. Ngủ hoài sao? Ngủ hoài sao? Chưa vô kẹt ngủ mà. Nó ngủ rồi. Sù nó ngủ rồi. Mày đi ngủ luôn đi. Nè, bà My đi ngủ luôn đi bà My. Bà My nằm nè.